Như xin chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn Thụy Điển của Như nha. Cả nhà đang xem video đến từ nông thôn miền Nam Thụy Điển. Ở video ngày hôm nay thì cả nhà của Như sẽ đến nhà dì của Peter. Dì mời cả nhà đến để ăn bánh, uống cà phê, bánh do chính tay dì làm. Và sau đó thì đến một nơi để chơi bowling và ăn tối ở đó cùng với gia đình của dì. Như hy vọng rằng ở video ấm áp ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả cảm thấy ấm cúng cũng như là thư giãn ở ngày cuối tuần. Bây giờ Như xin mời tất cả mọi người tham quan nhà của dì cùng với gia đình của Như nha. Đây là cà chua xanh muối với lại cái huế, ở trong là hoa hồi. Cái cô này dì của Peter muối, mà Peter nói là cái này rất là ngon luôn nha cả nhà. Như thấy lạ quá. Dì của Peter muối cái này nè, cô có muối rất là nhiều luôn, 5-6 hũ như thế này nè. Ê, 4 hũ 4 hũ chứ không phải là 5-6 hũ, mà hũ cũng khá là to á. Cái nào cũng có huế với lại hồi ở trong đây hết. Người Thụy Điển họ cũng ăn đồ muối chua á, nhưng mà không có ăn cải muối chua, chỉ có ăn cà với lại dưa leo với lại ớt thôi. Cô ấy ở với lại bạn trai của cô ấy chứ không có kết hôn, sống chung thôi. Bạn trai thì 70 tuổi, còn cô ấy thì 65. Nhà trồng rất là nhiều hoa luôn và nhà rất là sạch luôn. Ừ. Hai ông bà sống với một con chó. Vi đang chơi với con chó nè cô chú. Nhà rất là đẹp luôn cả nhà ơi, sạch sẽ lắm luôn. Nhìn đâu cũng thấy hoa không à, hoa tươi không à. Đây cũng là hoa hồng tươi nữa nè. Cô ấy trang trí nhà rất là đẹp luôn, thích quá luôn á. Nhìn đâu cũng thấy hoa tươi hết. Cô ấy để trứng ở ngoài nè, tại vì trời lạnh á, để trứng ở ngoài nó cũng không hư đâu. Mùa thu Thụy Điển lạnh lắm rồi. Cái này là giống như cái khu ở ngoài để dành cái ban công, nhưng mà ban công có kính á, cho nên là không có lò sưởi, cho nên lạnh, mình để trứng ở ngoài nó cũng không hư á cô chú. À, bên đây là mình nhìn ra ban công mà mình thấy nè, rất là sạch đẹp luôn. Cô ấy nói cái khu này cô ở là cô cảm thấy rất là tuyệt luôn á, rất là yên tĩnh á. Mà cô này cũng hiền lắm nha, biết bé thờ quen Như á, rồi cũng thương hai đứa con của Như á, không có kỳ thị đâu, dễ thương lắm á cô chú. Cô ấy là người Thụy Điển gốc luôn á, gia đình của Peter là người Thụy Điển gốc luôn á, không có lai nước nào hết trơn á. Có nhiều người thì họ lai Phần Lan hoặc là Đan Mạch hoặc là Na Uy, nhưng mà gia đình Peter là gốc Thụy Điển luôn. Á, có con chó dễ thương không? Hôm nay con cháu tới rất là đông luôn. Có em trai với lại em dâu của Peter nữa. Nhà ở Thụy Điển á, thì người già mà về hưu ở á, thì họ sẽ chăm chút cho ngôi nhà của họ lắm. Giống như nhà của dì á, thì dì trang trí hoa nè, rồi cây cảnh nè rất là đẹp luôn, rồi còn đốt nến nữa, khi mà mình bước vô nhà thì rất là thơm. Và như thấy á, đa số á, cái nền nhà ở Thụy Điển như thế này nè thì đều lót bằng gỗ chứ không có lót gạch như ở Việt Nam mình. Lúc như mới qua như làm rớt cái chén á, nó không có bị bể nha cô chú, rớt xong rồi thôi chứ không có bị bể. Peter thì có hai người dì, nhưng mà người dì này á thì không có kỳ thị dân nhập cư, nhưng mà người dì kia á thì rất là kỳ thị luôn. Cô ấy chỉ muốn là người Thụy Điển lấy người Thụy Điển thôi chứ không muốn lấy người nhập cư. Nhưng mà người dì này thì không, giống như con gái của dì á đang có bạn trai là người da màu đó cả nhà, anh ngồi bên đó là người da màu nhưng mà không kỳ thị. Còn cái cô người da màu này nè là em dâu của Peter. Ba mẹ của Peter cũng không có kỳ thị dân nhập cư đâu. Peter đang bế đứa bé đó đó, là cháu của ảnh, là con trai của em trai ảnh á. Nhà Peter thì có hai anh em thôi. Còn
cái cậu bé này là con của em trai ảnh. Thì Thụy Điển lai với da đen cho nên là em bé này nó ra cái da nâu rất là dễ thương luôn. Mẹ của em bé này á, em dâu của Phúc Cỡ, thì người châu Phi nhưng mà được ba mẹ nuôi người Thụy Điển á, không có con, nhận về nuôi và thương như con ruột. Và đặc biệt là cho hết cái tài sản của ông bà có luôn. Ông bà chỉ có một đứa con nuôi thôi. Thì cho nên là nói chung là cô ấy cũng là một trong những đứa trẻ châu Phi may mắn được người Thụy Điển nhận về nuôi đó cô chú. Wow. Cái này là ở trên là có Việt Quất. Với lại cái gì? Mâm xôi. Giờ chuẩn bị mình ăn cái này với lại uống cà phê á. Hôn dụt à? Xe gớt ướt. Ồ, nhìn ngon quá à. Cô ấy giỏi thiệt luôn á. Chỗ của Peter. Chỗ của Peter. Còn qua cái ghế nghe kia ngồi dễ chịu hơn kìa. Ồ, cái ghế đó còn sướng nữa, có cái chỗ nằm để chân nữa, ăn bánh nó ngon đó ta. Cô xuống lấy nước ngọt đi, bà kêu lấy nước ngọt uống. Vi á, được đi chơi ra ngoài cuối tuần như thế này á, nhìn nó vui mà nhìn nó đẹp gái lên nữa cô chú. Nay nhìn nó đẹp quá trời luôn kìa. Vui không Tường Vi? Jessica. Jessica. Arigato. Ngon không? Ngon hả? Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Dính răng hả? Có khu cơ lo đúng không? Peter cũng ăn một ít nữa. Hon är duktig på tårta. Cái thời hôm nay đi gặp dòng họ mặc đồ hơi bị đẹp á, bỏ áo vô quần nữa. Dì của với tớ tóc màu trắng á, bỏ áo vô quần á, 65 tuổi rồi đó cô chú. Vi Vi nó nằm xuống luôn rồi kìa. Sau khi mà ăn bánh uống cà phê trò chuyện xong rồi thì dì mời đến chỗ này để chơi bowling. Hôm nay đến đây á, thì nói chung là chơi bowling thì dì sẽ trả tiền, còn dì cũng có nói trước là chỉ mời chơi bowling thôi, còn nếu mà mình uống nước
hoặc là mình ăn thức ăn thì mình sẽ tự trả tiền. Và ở Thụy Điển á, cái điều đó nó cũng không có gì gọi là bất ngờ hết. Khi mà mình đi sinh nhật ở Thụy Điển thì bạn mình mời mình đến nhà hàng, họ chỉ đặt chỗ thôi, rồi mình tự order món xong rồi mình tự trả tiền. Còn quà tặng á, thì không quan trọng đối với người Thụy Điển. Mình tặng một cái gì đó không quan trọng, cái giá trị nó không quan trọng, chỉ cần mình tới chơi với họ thôi. Thì cái đó là cái cách sống của người Thụy Điển theo cái cách nhìn nhận của Như, mà Như tiếp xúc với gia đình của Peter thì Như thấy như vậy. Cái anh đó là em trai của Peter đó, em trai với lại em dâu của Peter thì giàu lắm nha cô chú, có mấy công ty xây dựng lận. Tại vì bên vợ thì nói chung là giàu nè, rồi em trai của ảnh thì học đến nơi đến chốn nữa, rồi cho nên là giàu. Còn Peter thì ham chơi, kiểu như không có đi học đi, bây giờ làm công nhân, cho nên là không có giàu bằng ảnh. Tường Vy, hello, gần được chơi rồi, gần được chơi bowling rồi, còn 10 phút nữa. Jessica lát quăng cái trái bóng bowling, đừng có nhào cái đầu theo cái trái bóng luôn nha. Ôi. Được. Huấn viên đây là chơi đi. Để phim mà. Can you dance a little? Can you dance a little? Hả? Dance a little. Để phim mà. Cái khu chơi bowling hôm nay á thì cả nhà nhìn thấy rất là đông ha, khoảng 25 người. Thì toàn bộ đều là dâu rể với lại con trai con gái, rồi cháu nội cháu ngoại của dì thôi, với lại gia đình của Như. Thì nói chung là trong nhà thôi chứ không có người ngoài. Dì bao cái sân này á là 1 tiếng. Từ 2 giờ cho tới 3 giờ thì dì bao luôn là cái khu này để cho mình chơi cho nó thoải mái á, chứ không có người lạ vô. Và hôm nay thì rất là vui. Đặc biệt là hai đứa con của Như á, rất là vui luôn nha cả nhà. Bởi vì đây là lần đầu tiên á, hai đứa con của Như nói chung là nó gặp nhiều người thân thiện như thế này và hỏi thăm nữa. Rồi lần đầu tiên hai đứa nhỏ được chơi bowling luôn, cho nên là đối với hai đứa con của Như á, thì hôm nay á, tụi nó rất là vui luôn đó cô chú. Và bản thân Như cũng như là Peter sẽ cố gắng cho tụi nhỏ đi chơi, rồi dẫn tụi nhỏ đi ăn, để cho tụi nó có một cái tuổi thơ đẹp, xứng đáng với cái câu là trẻ em ở Thụy Điển giống như một thiên thần. Chứ trước đây thì nói chung là không có Peter thì ba mẹ con cuối tuần chỉ là ở nhà thôi. Mặc dù mang tiếng ở Thụy Điển, ở châu Âu, nhưng mà chỉ ở nhà thôi cô chú. Một ngày của Như trôi qua rất là êm đềm ở Thụy Điển. Có nhiều bạn bảo là khi mà mệt mỏi mở kênh của Như lên thì coi rất là thoải mái và rất là thích kênh của Như. Như xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý ba mẹ con của Như, yêu quý kênh YouTube của Như. Như xin phép dừng cái video ở đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo. Như xin chúc tất cả khán giả của Như có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, an lành bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào tạm biệt. Bật mí chút xíu là video tiếp theo Như sẽ làm bánh xèo cho Peter thử. Như xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Bye bye!